Hội thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 Dưới sự tài trợ của công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn Thưa bà con, công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn phối hợp cùng với Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH tổ chức hội thi Bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021. Và trong chương mục ngày hôm nay, bà con sẽ nghe chuyên gia nông nghiệp công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn thông tin về bài viết liên quan đến hội thi để bà con có thể theo dõi, chuẩn bị nội dung tham gia hội thi. Và mở đầu chuyên mục hôm nay, bà con sẽ nghe phần đề dẫn hội thi của bà Nguyễn Trúc Linh, trưởng phòng nghiên cứu phát triển công ty bảo vệ thực vật Sài Gòn và nghe thạc sĩ Quỳnh Kim Ngọc thông tin một số khái niệm về thuốc bảo vệ thực vật để sử dụng an toàn và hiệu quả. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài, trong chuyên mục Bác sĩ cây trồng của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SBC) phối hợp cùng Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khởi động lại cuộc thi Bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021. Đây là cuộc thi dành cho bà con nông dân có tham gia trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Nông dân có sử dụng sản phẩm của SBC thông qua các hệ thống phân phối trên khắp cả nước. Thưa bà con, để chuẩn bị tốt cho cuộc thi từ ngày 25 tháng 5 đến 22 tháng 10 năm 2021. Quý bà con có thể theo dõi các bài giảng được chia sẻ bởi các chuyên gia hàng đầu của SBC theo từng chủ đề có liên quan đến cuộc thi trên các phương tiện truyền thông như Chương trình Nông thôn Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát trên sóng AM tần số 610 kHz lúc 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 sáng thứ Tư, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần phát lại từ 20 đến 21 giờ cùng ngày. Ngoài ra sẽ phát trên trang web của công ty theo đường link www.sbchcmc.vn, trang Facebook SBC truyền thông, kênh YouTube Bác sĩ cây trồng SBC và hôm nay trong bài mở đầu chương trình, thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc sẽ chia sẻ đến bà con nội dung một số khái niệm về thuốc bảo vệ thực vật để sử dụng an toàn và hiệu quả. Mời bà con cùng theo dõi. Kính thưa các bác nông dân, thưa các bạn nghe đài. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ trình bày một số khái niệm về thuốc bảo vệ thực vật những thông tin này để uh, giúp cho các bác có thêm thông tin để chúng ta tham dự cái cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng do công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn tổ chức à, kính thưa các bác nông dân thưa các bạn nghe đài thì uh, trong cái chương mục đầu tiên chúng tôi cũng uh, xin uh, trình bày một số khái niệm về thuốc bảo vệ thực vật thì thật ra thì nó có rất nhiều thông tin nhưng mà chúng tôi cũng sẽ tóm tắt lại những cái khái niệm cần thiết trước hết thì chúng tôi cũng sẽ định nghĩa sơ qua về cái thuốc bảo vệ thực vật thì thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta hay gọi một cách ngắn gọn là thuốc trừ sâu. Nhưng thật ra cái tên chính xác của nó là thuốc trừ dịch hại hay còn gọi là nông dược. Người ta định nghĩa là đó là các chế phẩm được dùng để phòng trừ các vi sinh vật gây hại cho cây trồng và các sản phẩm thu hoạch từ cây trồng. Thì về dịch hại, vì các vi sinh vật gây hại cho cây trồng thì có rất nhiều có, rất nhiều loại các bác có thể là cỏ, có thể là sâu, côn trùng gây hại có thể là nhện, có thể là chuột, có thể là ốc bu vàng, có thể là những cái loại nấm, vi khuẩn, virus, mycoplasma, vân vân. Đó là cái định nghĩa. À, một khái niệm nữa chúng ta cũng cần biết là cái cách tác động. Thì cô bác cũng thấy là trên cái nhãn thuốc là người ta có để nhiều cái thông tin chẳng hạn là thuốc này có tác dụng tiếp xúc, bị độc, xong môi, vân vân. Thì hôm nay chúng ta cũng xem tìm hiểu xem là cái cách tác động của thuốc nó có những cái tác động chủ yếu nào. Thì thưa các bác thì cái thuốc bảo vệ thực vật thì nó có nhiều cách tác động. Cái quan trọng nhất, cái cái phổ biến nhất là tác động tiếp xúc. Tác động tiếp xúc có nghĩa là thuốc từ sâu nó xâm nhập vào cái cơ thể của con sâu, qua cái da của con sâu. Còn nếu là thuốc trừ bệnh đó, thì nó thuốc nó sẽ dính trên bề mặt tiếp xúc của cây lá thân và nó tiêu diệt những cái mầm bệnh dính trên đó. Còn thuốc trừ cỏ, cái dùng tiếp xúc có thể là nó được tiếp xúc mà đây là hấp thu ở cái nơi mà cái cỏ nó tiếp xúc với thuốc vâng vâng cái cách tác động thứ hai cũng rất là phổ biến là tác động vị độc thì tác động vị độc này từ thường người ta chỉ đề cập đến cái côn trùng thôi thì tác động vị độc có nghĩa là cái thuốc nó tác động đến côn trùng thông qua cái hệ tiêu hóa tức là thông qua cái miệng đó thì cái chất độc đó nó xâm nhập vào cái hệ tiêu hóa của côn trùng nó hòa tan trong cái dịch vị ở dạ dày nó thấm qua cái màng ruột và nó làm cho con sâu nó chết. Một cách tác động nữa là tác động nội hấp hay lưu dẫn. Tác động nội hấp hay lưu dẫn có nghĩa là cái thuốc nó xâm nhập và nó lưu chuyển trong cây để nó diệt cái dịch hại. Thì trong cái cây thuốc trong cái cây đó thuốc có thể di chuyển theo hai hướng. Tức là đi lên á ta gọi là hướng ngọn và thứ hai là đi xuống đó, là hướng rễ. Thì có một số cái loại thuốc chẳng hạn như là anpin của SPC đó thì thuốc có thể di chuyển cả hai hướng tức là di chuyển đi lên và di chuyển đi xuống. À, có một cái chi tiết chúng tôi có xin nhấn mạnh lại bà có hay là có một cái sự lầm lẫn giữa tác động nội hấp với thấm sâu. Thì thấm sâu có nghĩa là thuốc nó chỉ thấm qua cái lớp biểu bì của cây, thấm qua tại chỗ thôi để diệt cái dịch hại nằm dưới cái lớp biểu bì nhưng nó không di chuyển trong cây. thấm xuống và tác động tại chỗ thôi. Đó là động thấm sâu. Ngoài ra đó thì có một số loại thuốc đặc biệt nó có tác dụng chẳng hạn như sông hơi. thì nó bốc hơi lên rồi nó xâm nhập vào cái cơ thể côn trùng qua cái lỗ thở đó, ở da đó khiến cho có cái 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 cái, cái dịch hại nó bị chết. Rồi xua đuổi làm cho côn trùng nó ngửi cái mùi đó nó sợ quá nó bỏ đi. Rồi dẫn dụ có thể là cái thuốc này nó có chất dẫn người nghĩa là nó thu hút côn trùng lại. Rồi ngoài ra để có cái tác dụng gây ngán tức là côn trùng nó ăn vào nó ngán rồi nó sẽ nó sẽ không có cái tác dụng gây hại nữa. À, sẵn đây thì chúng tôi cũng xin đề cập đến một cái khái niệm cũng là, là rất là là, là 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 bà con cũng hay thắc mắc đó. Như vậy thì cái cơ chế tác động của thuốc về thực vật đối với cái con sâu, cây cỏ, cái bệnh là như thế nào? À, tại sao nó giết được những đối tượng đó? Thì chúng ta sẽ đề cập đến ba cái ba cái ba cái ba cái loại thuốc khác nhau, tức là thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh. Thì đối với thuốc trừ sâu đó, thì cái thuốc mà nó giết được con sâu thì do qua mấy cái cơ chế chính sau đây. Thứ nhất là cái tác động lên hệ thần kinh côn trùng. Cái này rất là phổ biến ha. Chúng ta phun lên cho thấy con sông nó chết. Tại sao vậy? Là bởi vì nó tác động lên hệ thần kinh của côn trùng khiến cho con côn trùng nó bị tê liệt và nó chết. Thì cái biểu hiện của nó là khi mà cái côn trùng nó bị nhiễm độc có thuốc là nó bị kích động, nó bị co giật, nó bị rung rẩy và nó chết đi. Thì quá trình này nó kéo dài trong khoảng thời gian rất là ngắn sau khi mà con sông nó trút thuốc cái cách tác động thứ hai là cái ức chế lột xác thì cô bác có biết rằng cái côn trùng nó lớn lên thì nó phải phải lột xác và ki tin tin chính là cái thành phần cơ bản của cái vỏ cơ thể côn trùng mà nếu côn trùng nó không tạo ra cái chất ki tin để lột xác thì côn trùng sẽ chết à, thì có một số loại thuốc trừ sâu có làm ức chế ngăn cản ảnh hưởng đến sự hình thành chất ki tin và cái do đó khiến cho côn trùng nó không có lột xác được và nó chết rồi một cái tác động nữa là cái triệt sản, tức là một số thuốc trừ sâu nó ảnh hưởng đến trứng, ảnh hưởng đến sự thủ tinh, khiến cho con con cái nó, nó không có đẻ được. nó đẻ được cái trứng thì trứng cũng không nở hoặc là nó nở ít. cái thuốc này thường thường nó có có cái có khả năng nó ảnh hưởng đến con người cho nên người ta cũng ít cái sử dụng nó trong nông nghiệp. Rồi đối với cái thuốc trừ sâu vi sinh, chẳng hạn mình hay dùng là BT đó, thì cái cơ chế diệt sâu của nó là như thế này là khi chúng ta phun cái thuốc BT đó, thuốc thuringiensis nói chung, thì trong cái thuốc này nó có chứa những cái bào tử của vi khuẩn. thì khi chúng ta phun lên lá đó, con côn trùng nó ăn, ăn phải, rồi nó ăn vào cái thuốc này, nó vào bào tử của con sâu, nó nảy nở, nó sinh độc tố, nó làm cho thủng cái màng ruột của côn trùng và khiến côn trùng nó chết. thì thường thường cái thuốc này, cái nhóm thuốc này nó ít độc cho người, không độc cho người và thường dùng sử dụng trên rau quả chẳng hạn như là xin 18WB hoặc là 8 000 SC của công ty cổ phần bảo vệ vật Sài Gòn. Đó là chúng ta nói về cái cái cơ chế diệt sâu. Thì kính thưa các bác dân, các bạn ở đây thì trên đây chúng tôi cũng uh, trình bày sơ nét qua một số khái niệm về thuốc về thực vật. Thì trong chương mục tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục và uh, trình bày thêm một số khái niệm uh, khác của thuốc về vật, vật để chúng ta có thể tham khảo, chúng ta nghe tham khảo để uh, tham dự cái cuộc thi bác sĩ cái trong tuần gian tới. Xin cảm ơn các bác nông dân và các bạn ở đây bà con và các bạn vừa nghe thạc sĩ huỳnh kim ngọc chuyên gia nông nghiệp công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn thông tin một số khái niệm về thuốc bảo vệ thực vật để sử dụng an toàn và hiệu quả